Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Để tìm hiểu thêm về chương trình sức khỏe Brand New Day, xin gọi ngay 855-804-3305 hoặc TTY-866-321-5955 và website bndhmo.com. Hoàng Trọng Thủy xin trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả. Chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của Lưới Đời Sài Gòn TV trên băng tầng 18.9. Bước vào tuần lễ tạ ơn rồi, quý vị làm gì cũng vui nhé. Và trên đường sáng nay đi thoải mái, đi có mười mấy phút à. Vâng, từ Anaheim xuống tới Quận Cam rất là thích thú, bởi vì xe bus chở học sinh không có và phụ huynh sáng nay cũng phải đi làm trễ, nhiều người được nghỉ ngơi một chút xíu nữa ha. Vâng. Nhưng mà rồi các em ở nhà thì tạo ra một cái nhức đầu mới, phải thay phiên nhau để lo cho các em. Đúng rồi. Cho nên chúc quý vị làm gì thì làm cũng gặp được nhiều niềm vui từ bây giờ đến hết tuần lễ này luôn. Riêng với Lê Đoàn Sài Gòn TV thì thứ năm chúng tôi xin được tạm nghỉ ngày lễ tạ ơn. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị vào ngày thứ sáu, đó là lịch trình sắp tới. Và như thường lệ, mỗi sáng chúng tôi lại hầu chuyện với quý vị. Trong phần tin tức thứ hai ngày hôm nay, anh Anthony từ FMG sẽ tiếp tục gửi đến thêm quý vị các bản tin liên quan đến hầu bao của quý khán thính giả. Thế nhưng trước hết, Thảo Uyên, cái đợt lạnh như thế này nó kéo dài bao lâu nữa? Lạnh sáng này. Vâng thưa quý vị, ngày hôm nay thì rất là lạnh. Thế nhưng cái tuần lễ tạ ơn này thì chúng ta phải có thể nói là sẽ ấm, nếu không muốn nói là một cái tuần nóng một cách bất thường. Khi mà vào ngày hôm nay, từ ngày mai thì nhiệt độ ở Los Angeles sẽ bắt đầu tăng nhẹ mỗi ngày. Và đến ngày mai sẽ là 83 độ và 86 độ vào ngày thứ tư và 84 độ vào ngày thứ năm. Anaheim thì có thể lên đến tầm 90 đến 92 độ thưa quý vị. Chỉ có ở khu vực những thành phố gần biển thì chúng ta mới thấy nhiệt độ là tạm dừng ở mức là 82 cho đến 84 độ. Và trong những ngày này thì độ ẩm không cao. Và ngày hôm nay thì tia UV chỉ có 4 trên 10 mà thôi thưa quý vị. Thì chỉ hy vọng là buổi tối mặc nhiệt độ xuống tới dưới 60 độ 50 mấy thôi. Thì hy vọng nó làm lạnh cái nhà của quý vị, như trường hợp của rất nhiều nhà kín á, thì làm lạnh nhà qua đêm và qua ngày hôm sau. Trong thời gian mấy ngày nay thì nhiệt độ cũng khá cao, 80 độ khoảng đó phải không ạ? 80-82 độ nhiều nơi, nhưng mà trong nhà vẫn mát lạnh như thường thưa quý vị, không phải mở máy lạnh. Mặc dù nhiệt độ bên ngoài đến ngày thứ tư, thứ năm lên tới 90 mấy độ. Tình hình tài chính mở cửa ngày thứ hai như thế nào? Hồi phục lại một phần so với ngày thứ sáu, cũng bị ảnh hưởng khá nhiều. Thị trường tài chính hôm tuần rồi lên xuống khá nghe là bập bùng. Và ngày hôm nay thị trường lên trở lại sau khi thứ sáu mất cả 100 điểm luôn. Dow Jones lên được 86 điểm, Nasdaq lên được 8 điểm, S&P 500 lên được 3 điểm. Chưa biết được vào tuần lễ tạ ơn này sẽ như thế nào. Nhưng mà bây giờ thì cái đường ống dẫn dầu Keystone đã gây ảnh hưởng đến giá dầu lên rất mạnh tuần lễ vừa qua. Thì hôm nay cho thấy rằng là tái hồi phục. Vâng, cái đường ống dẫn dầu này sẽ được sửa chữa, hoàn thiện và sẽ cung cấp dầu trở lại. Cho nên mối quan tâm của giới đầu tư về dầu đã không còn nữa. Vì thế dầu lại đi xuống. Nếu không bị ảnh hưởng bởi cái đường ống dẫn dầu Keystone dò dỉ tới 210.000 gallon xuống cái khu đất đồng ruộng ở South Dakota tuần rồi, thì có lẽ dầu còn xuống nhiều hơn nữa thưa quý vị. Quý vị nhớ là sau khi mà đường ống dẫn dầu nó bị ảnh hưởng đó, giá dầu đã tăng đột ngột lên trên 2 đô la, có lúc lên tới 56-57 đồng, bây giờ còn có 55 đồng 71 sen mà thôi. Vàng xuống 11 đồng 60 sen sau khi hôm thứ Sáu vừa rồi đã tăng lên tới 18 đồng. Vâng, hôm nay còn lại 1.284 đồng, lẽ ra lên tới 1.297 đồng, có lúc mà chỉ còn vài đồng nữa thôi là lên tới 1.300. Bây giờ thì rút trở lại thưa quý vị.
Chúng tôi đến ngay với cái tin tức vào sáng sớm ngày hôm qua thì đúng hơn. Vâng, bởi vì đến hôm nay thì người ta biết thêm chi tiết về, và quý vị nhìn thấy cái hình ảnh của cái chiếc xe, hai xe chạy, một chiếc xe chạy ngược chiều sau 12 giờ khuya, tức là sáng chủ nhật, sáng sớm chủ nhật. Bây giờ người ta đang cùng cuộc điều tra, nhưng mà bản tin không nói rõ là người tài xế của cái chiếc xe mà bây giờ khủng khiếp hay lên trên xa lộ mà đi ngược chiều và phóng với tốc độ cao, sau đó thì ủi vào một chiếc xe chạy ngược chiều. Tội nghiệp cho người mà họ đâu có biết được trước mặt mình là như thế nào đâu. Khi mà nhìn thấy rồi thì không còn sống sót trên cõi đời này nữa. Cái lỗi lầm của cái người tài xế rõ ràng là: một là uống rượu lái xe, hai là tự tử. Bởi vì nếu mà Thảo Yên lên xa lộ ngược chiều đó thì mình cũng có thể là biết là mình đang lái ngược chiều, phải không? Bởi vì chúng ta lên cái đường ngược chiều thì cũng chưa từng bao giờ lên ngược chiều thì không biết được cái cảm giác ra sao. Nhưng mà rõ ràng hai cái đường đi mình đã khác nhau rất xa. Vâng. Yeah. Bởi vì cái đường ranh giữa đó, phân đôi xa lộ đó, là mình đi ngược chiều mình thấy là cái đường đó mình đi tay phải của mình. Mà chưa kể lúc mà mình đi, nếu mà xe khác họ thấy là họ nhấn càng mình nữa nếu mình đang đi ngược chiều. Nhưng mà khổ nổi đến sau 12 giờ sáng chủ nhật đó, lúc đó vắng xe lắm. Dạ, chỉ có khi đến nào đụng rồi mới biết được mà thôi. Hai người chỉ trong độ trạc tuổi, một tài xế là 30, một tài xế là 36 tuổi. Chạy nhanh khủng khiếp, thưa quý vị. Và cái chuyện mà chạy ngược chiều mà gây tai nạn cũng thường xuyên xảy ra ở California này. Vâng, và thưa quý vị, trong khi đó thì hiện nay cảnh sát ở Okinawa, Nhật Bản đang đã bắt giữ một lính thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ sau khi mà người này đã gây ra một cái tai nạn chết người ở cái hòn đảo này. Danh tính của người lính này hiện nay đã được xác nhận, đó là anh Nicholas James McLean. Anh đã lái một cái chiếc xe truck và đã tông vào một chiếc xe khác vào lúc 5 giờ 25 phút sáng ngày hôm qua, và hậu quả là người tài xế nạn nhân đã thiệt mạng, đó là ông Jun Tamanaha, 61 tuổi, đã tử vong. Và cái tin này còn rất nhiều chi tiết thì chúng tôi xin được quay trở lại sau một vài thông tin từ màn ảnh của đài. Rất cảm ơn quý vị.